Tử Vi tuổi Tân Hợi 1971 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sau bao khó khăn, bước sang tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ nhận thành quả từ sự cố gắng và may mắn, thuận lợi bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều bản mệnh hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy thì trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tân Hợi cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới? Và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân mình, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi để lắng nghe lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợp tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2 năm 2021, tức ngày 22 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày 3 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2 năm 2021, tức ngày 31 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên,
ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyên Kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của bản mệnh khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Họ là người trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm, chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 2 âm lịch, tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ, nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hành thông, thuận lợi. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến bạn mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của bản mệnh. Bản mệnh cần phải tự nhắc nhở bản thân mình để không xa lầy. Hơn nữa, bản mệnh là người khá chủ động trong chuyện tình cảm. Bạn hãy sẵn sàng bày tỏ quan điểm với người mình yêu, không ngần ngại hay e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt, sẽ giúp bạn tìm được tình yêu của mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, chớ nên tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Tân âm kim gặp hợi âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Hợi nếu có cơ hội nên chủ động, hãy chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Những gia chủ tuổi Tân Hợi vốn mang bản mệnh, bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến tuổi trẻ còn nhiều phen lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giải trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Tân Hợi cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp của bản mệnh sẽ tăng lên đều đặn. Hơn nữa, do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Bản mệnh cần phải cẩn trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất đi vị trí của mình. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, thì tháng 2 âm lịch, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Tân Hợi. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, tuổi Tân Hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Người tuổi Tân Hợi có thể gặp may mắn về tài lộc.
sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó. Ngoài ra, trong thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Đặc biệt bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho nên, cho đi là nhân lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Tân Hợi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Tân Hợi. Chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 2 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tân Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giáp khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi. Những người sinh năm 1971 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 2 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần làm cho sức khỏe của bạn được tốt hơn. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều rượu có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ được bản mệnh có được sức khỏe, ổn định tinh thần và lạc quan vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Tân Hợi cần chú ý. Đến độ tuổi này, thứ bạn cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, chứ không phải là công việc. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.